Rồi ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em có hai cái món đồ khá là hay mà để em đặt hàng để mà cuối tháng tới này sẽ làm cái món quà tặng cái hội LG nhà mình ấy. Cái hai cái món đồ này đều của Xiaomi cả các bạn. Thì Xiaomi thì các bác cũng chắc cũng biết rồi, nó khá là ổn. Đây. Gói khá là chắc chắn các bạn. Rồi. Thì đây. Một cái này. Hai cái này. Rồi. Rồi. Cái giấy này không cần quan tâm. Đây. Thì đây là một cái tai nghe có chứng nhận của Hi-Rez Audio này. Nghe có vẻ nguy hiểm. Đấy. Sửa Xiaomi này. Đây là mấy cái thông số của nó thôi. Rồi, cũng không cần quan tâm cho lắm đâu. Đấy. Và đây là một cái sạc không dây. Đấy thì em sẽ bóc hộp cái sạc không dây trước nhé. Bỏ này đây. Đây là cái sạc không dây này. Nguyên siêu luôn. Bỏ cái này ra chỗ khác nữa. Rồi, hết rồi. Trong này không có gì. Rồi, đây là cái sạc không dây này. À, và đây có cái phụ kiện các bạn. Đây. Đây có cái phụ kiện của cái sạc không dây này. Đầu đầu si luôn các bạn. Khá là hay. Sạc hết dụng, bỏ đi. Không cần. Đây. Đây. Vẫn còn lớp nữa các bạn. Đây. 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 Đây là cái sạc không dây của Xiaomi. Cái mã của nó thì các bác có thể xem ở cái đầu video. Thì đây là cái thông số ở đằng sau cái đế sạc này. Thì đây các bác có thể nhìn rõ không? Đây các bác có thể thấy này. Em thấy có cái thông số là 5V 2A này, 9V 1,6A, 12V 1,5A. Thì em thấy có vẻ như cái đế không dây này nó có thể sạc nhanh được. Thì để thử xem thì không biết thế nào. Còn đây là cái chuẩn QI này. Đấy. Xiaomi. Đó. Đế nó có cái bằng cao su nó chống trượt, và cả ở phần mặt trước này nữa cũng có cái đế cao su tem bảo hành. Nói chung là cái hoàn thiện của cái đế này rất là tuyệt vời luôn. Thì đây là có cái cổng cắm sạc, cổng C này, và có cái đèn báo này. Đó. Thì như em cảm nhận thì cái này nó cũng bằng nhựa thôi, nhưng mà cảm giác nhựa rất là tốt. Đó. Thì bây giờ em sẽ thử sạc nó với mấy cái cục sạc em đang có xem thế nào nhé. Đây thì trước tiên em có cái củ sạc của đây này, của LG ngon nhé, của Sulin này. Đó, LG xịn luôn. Và em có cái củ của iPhone. iPhone này thì của này em nhớ chính xác là nó chỉ có dòng 1A thôi. Đó. Và đây thêm nữa. Em có một cái này. Một cái của con iPad. Thì con này dòng nó hay hơn 2A lận. Đó, thì em sẽ thử từng cái một xem thế nào. Thì trước tiên em sẽ cắm thử cái củ 1A này xem thế nào nhé. Đây, em có cái để đo dòng nữa các bạn. Đó, cắm vào. Đó. Thì các bác có thể thấy là cái củ 1A ấy, nó cho cái điện áp là 5,3V. Thì bây giờ em sẽ thử thử nó với cái con LG G8 luôn. Đấy. Cơ bản là con LG G8 của em nó đang là đây các bạn thấy này, đang 72%, sẽ đến là có thể lúc này cái dòng nó không được lớn cho lắm. Thì em thử cắm trực tiếp nhé. Cắm trực tiếp cái dây vào con G8. Đó. Chưa cắm vào cái đế sạc nhé. Thì cái dòng của nó chỉ mới chỉ có 0,4 thôi, các bác có nhìn thấy này.
có 0.4 đó. Đó thì em sẽ thử cắm vào cái dây này vào cái củ cái đế sạc không dây xem. Đó thế đây, nó có cái đèn báo đây các bạn, đèn báo màu xanh lá cây đó, thì sẽ thử thử sạc bằng cái củ 1 A này xem thế nào. Đấy, em để chính xác giữa rồi nhé. Ồ, cái củ 1 A này không, khi mà cắm vào cái đế sạc không dây này nó không sạc được các bạn. Đây, em để thử đủ mọi tư thế rồi đây, không thấy gì các bạn, không thấy gì. Rồi em sẽ thử bằng cái củ của LG xem thế nào. Bỏ củ này sang một bên. Đây, thử bằng củ LG. Đây, thì cái củ của LG này nó cho ra điện áp là 5V. Và thử thử cắm trực tiếp nó vào cái điện thoại xem thế nào nhé. Đây. Thì em cắm trực tiếp vào cái điện thoại ấy, thì là cái dòng nó báo là 1,69 A, 5,2V hay 1,69 nhé, tầm 1,7 đấy. Thì và nó có báo sạc nhanh luôn các bạn. Đây này. Đây này. Đang sạc pin nhanh này, đấy. Cái dây này của nó rất là tốt nhé, có sạc pin nhanh luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử cắm nó vào cái đế không dây này xem thế nào. Thì hiện tại là nó không, đây sẽ thử là đó các bác thấy không, cái con củ này thì cắm vào phát là nó nhận sạc không dây luôn, tắt này đây nhá, đang tắt nhá, bỏ vào này đó, nó nhận sạc không dây luôn và nó cho ra cái dòng là khoảng 1,19 và 1,2 A. Thì có nghĩa là cái sạc không dây này ấy, nó cho ra cái dòng nó cũng khá là nhiều, khá là lớn đấy, nó gần bằng cái dòng mà cắm trực tiếp vào cái con G8 này đó. Thì nhưng mà như em thấy là nó không có cái sạc nhanh đâu, mà nó chỉ báo là đây này, các bác có thấy này, đây các bác này, nó chỉ báo là đang sạc không dây thôi, đó đang sạc không dây thôi nhá, nó không báo là sạc nhanh gì cả. Đấy. Ok, đang sạc không dây thôi. Tiếp theo nữa thử bằng cái củ khác xem nào. Đây, em có cái củ của con iPad đây. Cắm vào xem thế nào. Thì cái củ này em phải chuyển đổi nó sang một cái OTG nữa thì nó hơi bị lòng vòng. Đây. Nhưng mà cứ thử xem thế nào thôi. Để em cắm trực tiếp vào con G8 nhé. Đấy, thì cắm cái này nó qua nhiều cái công đoạn quá, qua nhiều cả cái UTG nữa. Dễ là nó không có sạc nhanh. Nếu mà cắm bình thường thì nó có sạc nhanh đấy, nhưng mà cắm qua cái này nó không có sạc nhanh. Đấy, và cái dòng nó cho ra này, các bác có thể thấy này, nó tầm khoảng chờ tí nó ổn định như nào, hình như nó đang bị lỗi gì đó. Đấy, nó phải tầm khoảng đây này, khoảng 1,4 này, tầm 1,4 A đó. Thì đây em sẽ cắm nó vào cái đế không dây xem thế nào. Đấy, và thử xem nó có sạc được không dây không. Đấy, thì cái này nó cũng sạc được không dây các bạn. Đấy. Và nó cũng cho ra dòng là tầm khoảng 1,19, 1,2 A. Thì cảm giác như kiểu là cái đế sạc không dây thì nó cho ra là cái dòng là 1,2 A thì phải. Nhưng mà cũng không có sạc nhanh đâu các bạn. Đây, nó vẫn chỉ báo là đang sạc không dây thôi. Đó. Thì nó cho ra cái dòng tầm 1,2 A thì em thấy nó cũng khá là ổn đấy. Tuy nó không lớn hẳn nhưng mà về cái điện áp đấy là cũng bình thường và có thể chấp nhận sử dụng được. Và để xem là cái sạc không dây này nó sẽ hiệu quả như nào ấy, thì đây em sẽ thử nhé, sẽ thử nó sạc trong vòng khoảng 10 phút xem nó thế nào nhé. Đây thì hiện tại bây giờ ấy, đây các bác có thể thấy này,
Thì hiện tại bây giờ ấy, cái điện áp của em, à quên, cái pin của em đang là 73% này. Em sẽ hẹn nó trong vòng khoảng 10 phút nhé. Đây, em sẽ hẹn nó trong vòng 10 10 phút. 10 phút này. Đấy. Sạc nó trong vòng 10 phút xem nó từ 73% nó lên bao nhiêu nhé. Bắt đầu luôn. 10 phút. Đó, sạc rồi đấy. Em sẽ để đấy trong vòng 10 phút xem nó thế nào nhé. Rồi các bác chờ một tí nhé. Đây, em thấy cái dòng nó vẫn ổn định tầm khoảng 1.1, gần 1.2. Đó. Thì như em thấy là cái đồng hồ nó cũng sắp hết giờ rồi đấy. Đó. Thì bây giờ là hết cái thời gian 10 phút rồi. Rồi, em sẽ bỏ ra. Và đây. Các bác có thể thấy là cái số vạch pin ấy nó lên từ 73 lên 77. Thế là 10 phút nó lên được khoảng 4%. Thì nó phải hơn 2 phút mới được 1%. Đó, thì như cái với cái mức dòng dòng điện của cái này tầm khoảng 1.2 A này, thì em nghĩ là cái đế sạc không dây này rất thích hợp cho cái việc mà các bác để các bác sạc qua đêm ấy. Em thấy là rất là ổn. Và như em thấy là sạc trong vòng sạc 10 phút ấy, thì là cái củ LG này chỉ hơi nóng, một hơi ấm một tí thôi, còn cái đế sạc này cũng không nóng một tí nào, không nóng một tí nào luôn. Và cái mặt lưng này này, cái mặt lưng của con G8 này cũng không nóng một tí nào luôn. Đấy. Có thể thấy này, như này đấy, đang sạc đấy, không nóng một tí nào luôn. Đó, em thấy là có thể là sạc lâu hơn thì có thể nóng, nhưng mà sạc tầm 10 phút thì không thể nóng tí nào cả. Đó, thì nếu như các bác hay mà sạc qua đêm ấy, thì các bác nên kết hợp với một cái dây sạc mà có thể tự ngắt, kiểu như cái dây này này. Đây, cái dây của hãng Beyers này này. Thì cái dây này em đã sử dụng nó được khoảng hơn 1 năm nay rồi. Nó chưa hỏng hóc tí nào luôn, nó rất là chắc chắn. Đấy, nó bằng dây tết rất là chắc chắn luôn, và nó chưa hỏng hóc tí nào, và chưa gì sét, không làm sao cả, nó chỉ hơi sợt sợt tí thôi. Và cái sự ngắt điện khi mà đầy pin chuẩn và chính xác lắm, không chưa gặp một trường hợp nào mà nó không ngắt. Đấy. Và nó rất là ổn định. Đó, và các bác như em dùng cái dây Beyers này với cái dây của Hoco ấy, em thấy cái dây của Hoco có vẻ nó không không được ngon bằng cái dây này. Đấy là cái cảm giác của em thôi. Còn cái dây này em dùng lâu lắm rồi, rất là ok. Còn các bác nào mà muốn sạc cái pin điện thoại qua đêm ấy, thì các bác cứ dùng cái thêm cái dây kiểu như này nữa, và kết hợp với cái đế sạc không dây, hoặc không cần đế sạc không dây cũng được. Các bác cắm vào và cứ sạc cắm như thế cho qua đêm, nó tự động nó đầy, nó ngắt à. Đấy. Tất nhiên là cái điện thoại thì giờ nó cũng khá hiện đại rồi, nó cũng có thể là khi mà đầy nó cũng giảm dòng hoặc là nó ngắt luôn. Em thấy nó cũng đa số chỉ giảm dòng thôi chứ nó không tự ngắt đâu. Thì các bác nên kết hợp như này thì nó sẽ ổn hơn. Rồi, ok. Thì cái đế sạc không dây này ấy, em sẽ làm cái quà tặng cho cuối tháng 1 này nhé. Các bác nào chú ý mà muốn tham gia cái chương trình mà tặng cái này, thì các bác vào cái nhóm hội LG Việt Nam ấy, link em để dưới mô tả nhé. Thì các bác vào đó, và cái ngày cuối tháng ấy, trước ngày cuối tháng 1 2 ngày, thì em sẽ tặng cái này. Các bác nhớ vào comment sớm nhất và trúng cái giải đặc biệt miền Bắc sớm nhất ấy, thì các bác sẽ được thôi. Rồi, ok. Chào các bác.